Nếu như tất cả các anh chị nhìn vào danh mục đầu tư này, có lẽ mọi người đều cùng quan điểm với Dũng. Đầu tư không hiệu quả, có những cổ phiếu giảm đến gần 21%, có những cổ phiếu giảm đến khoảng 15%, nhưng tổng danh mục của cái danh mục đầu tư này lỗ khoảng 3%. Vậy thì điều gì đang xảy ra? Nó sẽ có hai luồng suy nghĩ. Đầu tiên đó là đầu tư chứng khoán quá khó để hiệu quả đi, chúng ta sẽ rời bỏ cuộc chơi. Thứ hai là chúng ta sẽ phải ngồi bóc tách lại với nhau để phân tích xem được coi chúng ta đang gặp những khó khăn nào trong vấn đề về đầu tư. Và Dũng sẽ là người ngồi với các anh chị để giải quyết được cái bài toán này. Và chào mừng tất cả anh chị đã đến với Đầu tư Chứng khoán cùng Quang Dũng, nơi những chia sẻ mùa tối của em hy vọng có thể mang lại nhiều giá trị, nhiều kiến thức để cho cả các anh chị và Dũng sẽ thích xích lại gần nhau hơn. Vì không sớm thì muộn, Dũng và các anh chị cũng sẽ làm việc với nhau trên kênh Đầu tư Chứng khoán, đầu tư vào các doanh nghiệp tư nhân và các cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Và hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau về một cái sự chân thực hơn trong vấn đề về đầu tư. Đây là một danh mục, đây là một cái danh mục mà một nhà đầu tư đang gặp phải. Và từ những cái sự chân thực này chúng ta sẽ giải quyết được cái bài toán đó. Đầu tư vào chứng khoán và mua quá nhiều cổ phiếu dẫn đến đầu tư sẽ không hiệu quả. Lý do tại sao Dũng trao đổi là đầu tư quá nhiều cổ phiếu sẽ không hiệu quả, trong khi rõ ràng là đầu tư quá nhiều cổ phiếu đó sẽ đi ngược với lại cái suy nghĩ của rất nhiều người, rất nhiều các anh chị. Dũng trao đổi với anh chị, đầu tư quá nhiều cổ phiếu là do các anh chị đang suy nghĩ rằng là mình mua nhiều cổ phiếu để mình tránh được cái rủi ro. Mình mua nhiều cổ phiếu là để mình trứng để nhiều rổ. Mình không để trứng vào một rổ, nhưng mà mình để trứng vào nhiều rổ thì giả sử có một cái rổ trứng này mà nó bị lỗ thì sẽ còn những cái rổ khác để chúng ta sẽ gia tăng. Nhưng trên thực tế khi anh chị để quá nhiều rổ thì mức độ hiệu quả của anh chị nó sẽ không lớn. Và để trứng quá nhiều rổ thì sẽ tránh được những cái vấn đề về thua lỗ và quản trị tốt hơn. Đó là những gì mà mọi người đang suy nghĩ. Khi mọi người đang sở hữu một cái danh mục khoảng 10 cổ phiếu, 15 cổ phiếu, 20 cổ phiếu thì cái xác suất mà anh chị có cơ hội để anh chị thành công trong vấn đề về đầu tư á, nó sẽ lớn hơn so với việc là anh chị có mua có 3 cổ phiếu, 4 cổ phiếu, 5 cổ phiếu. Đó là suy nghĩ của rất nhiều người. Nhưng theo Dũng, tất cả những thứ này các anh chị đang gói gọn vào một cái vấn đề, đó là làm sao để cho cái danh mục của mình không bị lỗ nhiều và làm sao để cho chúng ta tăng cái xác suất thành công lên. Nhưng thực sự trong đầu tư chứng khoán nó là nghệ thuật, và khi anh chị đầu tư chứng khoán anh chị cũng kỳ vọng là cái mức lợi nhuận của mình nó tốt. Con số 7% một năm nó có rất nhiều ý nghĩa với nền kinh tế Việt Nam. Nó tượng trưng cho mức độ tăng trưởng GDP 7% một năm của năm 2018 và 2019. Nó tượng trưng cho một cái mức lãi suất ngân hàng anh chị gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng một năm. Nhưng 7% một năm trên thị trường chứng khoán với quá nhiều cổ phiếu như vậy, nó là một con số cực kỳ xa xỉ. Vậy 7% một năm đầu tư chứng khoán mà không hiệu quả thì thôi, Dũng hay là tất cả các anh chị nên rút khỏi thị trường chứng khoán đi, không nên đầu tư nữa. Nhưng chúng ta đang đầu tư vào một nền kinh tế, một sự hơi thở và sự vận động của nền kinh tế. Rõ ràng chúng ta sẽ thấy đầu tư chứng khoán có rất nhiều cơ hội. Có quá nhiều cơ hội đi, nhưng thực sự là cũng có rất nhiều cái rủi ro. Cho nên tất cả mọi người và Dũng cũng phải khẳng định luôn, chứng khoán là một kênh đầu tư cực kỳ hấp dẫn, nhưng nó lại cực kỳ rủi ro. Và tất cả mọi người cũng đang mong muốn đó là vừa muốn sự hấp dẫn đó và muốn quản trị rủi ro. Tất nhiên là cái câu chuyện anh chị quản trị rủi ro là tốt, tất nhiên anh chị chọn rất nhiều cổ phiếu như vậy thì nó cũng là một cái phương án để quản trị rủi ro. Nhưng sự thật đó, các anh chị đang đi ngược từ dưới lên trên. Người ta quản trị rủi ro là người ta sẽ quản trị rủi ro từ chất lượng doanh nghiệp. Chất lượng nó doanh nghiệp nó liên quan đến quy mô của doanh nghiệp. Doanh nghiệp đó làm trong một cái ngành nghề nào. Nền kinh tế Việt Nam thì được vận động và sự phát triển bởi rất nhiều ngành nghề khác nhau. Nhưng sẽ có những ngành nghề tăng trưởng tốt hơn, sẽ có những ngành nghề hấp dẫn hơn, sẽ có những ngành nghề tuyệt vời hơn. Và trong những ngành nghề đó sẽ có những doanh nghiệp đầu ngành chiếm lĩnh thị trường hơn. Và đó mới là điểm đến của chúng ta. Đó gọi là cái chất lượng doanh nghiệp chúng ta đầu tư. Thứ hai nữa là cái doanh nghiệp đó vay nợ như thế nào, tỷ lệ vay nợ nó có an toàn hay không, doanh nghiệp đó làm ăn kinh doanh như vậy có bị người ta công nợ hay không, hay là mình có đi công nợ người ta hay không. Tiền trong két sắt của doanh nghiệp có đủ để chi trả những cái vấn đề của doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh hay không. Và cái cuối cùng là doanh nghiệp thu được tiền nhưng mà tiền nó có chảy vào két sắt của doanh nghiệp hay không. Đó gọi là chất lượng về tài chính của doanh nghiệp. Muốn quản trị chất lượng tài chính của doanh nghiệp, chúng ta phải nâng cao nội lực tài chính của bản thân. Và cái cuối cùng mới là cái mà mọi người đang tập trung quá nhiều, đó là số lượng cổ phiếu hay còn gọi là số lượng doanh nghiệp chúng ta đầu tư. Trên thực tế chứng minh luôn, chất lượng doanh nghiệp và chất lượng báo cáo tài chính của doanh nghiệp á, nó chiếm đến 80% kết quả quản trị rủi ro của anh chị. Và 20% còn lại nó mới chỉ là cái mà tất cả mọi người đang tập trung thôi. Đó là mọi người phân bổ quá nhiều để rất nhiều trứng. Nhưng nó chỉ giải quyết được bài toán là 20% quản trị rủi ro. Trong khi 80% kia chúng ta lại đi ngược với đám đông. Chúng ta lại đi ngược với lại cái con số thực tế. Do đó với Dũng, quản trị rủi ro nó không phải là để quá nhiều cổ phiếu. Quản trị rủi ro là chúng ta quản trị từ ngành nghề gốc rễ của doanh nghiệp, từ tài chính của doanh nghiệp, đó mới gọi là quản trị rủi ro. Và cái cuối cùng chúng ta quản trị đó là phân bổ một cái tỷ lệ danh mục nó vừa phải. Vậy tại sao Dũng lại trao đổi như vậy? Dũng sẽ chứng minh cho anh chị thấy một cái bài toán. Đây là một cái ví dụ Dũng đề xuất. Ví dụ này có khoảng 8 cổ phiếu và đây là một danh mục tốt. Tại sao Dũng nói là một danh mục tốt? Nếu anh chị tin ý,
8 cổ phiếu này thì có 5 cổ phiếu mang lại cái giá trị gia tăng tài sản từ 0% lên đến 30%. Chỉ có 3 cổ phiếu là mang lại sự thua lỗ trong vấn đề về đầu tư. Thì về nguyên tắc 5/8 gia tăng nó sẽ tốt hơn là 3/8 bị thua lỗ. Đây gọi là một cái danh mục không quá thành công nhưng được coi là một danh mục hợp lý. Nhưng khi mà chúng ta quá dàn trải về 4/8 cổ phiếu và Dũng giả định mỗi cổ phiếu này anh chị đầu tư 100 triệu với một cái mức giá trị tài sản tương đương nhau, thì cuối kỳ anh chị sẽ nhận được một con số đó là 4% trên giá trị gia tăng trên tổng tài sản. Và 4% này là một con số cực kỳ thấp so với là chúng ta gửi tiết kiệm ngân hàng. Chúng ta chẳng làm gì cả, gửi tiết kiệm ngân hàng 1 năm là kỳ hạn 12 tháng, lãi suất đã là 6.8-7% một năm rồi. Và đây là một cái danh mục không hiệu quả. Nãy Dũng trao đổi là 5/8 cổ phiếu là đầu tư tốt và 3/8 cổ phiếu là đầu tư không tốt, thì đây là danh mục hiệu quả. Nhưng tại sao trên tính trên tổng tài sản Dũng lại trao đổi là đầu tư không hiệu quả? Vì nếu anh chị tân ý một cái, 7% là con số bắt buộc khi anh chị đầu tư vào một kênh đầu tư nào đó, vì đó là một cái chi phí cơ hội để chúng ta vào một cái kênh đầu tư nó hấp dẫn hơn so với việc gửi tiết kiệm ngân hàng. Nhưng 4% trên cuối kỳ như thế này thì đó rõ ràng là một danh mục không tốt. Và chúng ta bóc tách xem được coi cái danh mục đầu tư này như thế nào, tại sao lại gọi là không tốt. Thứ nhất là mình thấy đầu tiên những doanh nghiệp mà tạo ra giá trị gia tăng đi, mình không có tập trung được vào vốn. Tại vì 8 cổ phiếu và mỗi cổ phiếu anh chị đầu tư 100 triệu thì anh chị không thể nào tập trung những cái dòng vốn của mình vào những doanh nghiệp hiệu quả được. Dẫn đến là mình bị lãng phí nguồn lực ở những cái cổ phiếu đầu tư không hiệu quả. Lý do tại sao lại lãng phí nguồn lực ở những cổ phiếu đầu tư không hiệu quả? Vì những doanh nghiệp đầu tư hiệu quả chúng ta cũng chỉ đầu tư 100 triệu, nhiều doanh nghiệp đầu tư không hiệu quả chúng ta cũng chỉ đầu tư 100 triệu. Và từ đó hình thành nên một cái vấn đề đó là lời lời lỗ lỗ xanh xanh đỏ đỏ. Dẫn đến là nguyên một cái danh mục đầu tư như vậy, cái tỷ suất sinh lời của nó 4% và nó thấp hơn so với 7% là con số mà anh chị đang kỳ vọng. Do đó khi anh chị đầu tư quá nhiều cổ phiếu, nó là một cái gì đó bóp nghẹt đi rất nhiều cơ hội trong tương lai. Không tập trung vốn vào những doanh nghiệp đang tạo ra giá trị gia tăng tài sản của mình và bị phân tán nguồn lực, lãng phí nguồn lực ở những doanh nghiệp và cổ phiếu đầu tư không hiệu quả. Vậy thì Dũng trao đổi rằng là 8 cổ phiếu là nhiều, vậy thì bao nhiêu cổ phiếu là phù hợp? Bao nhiêu cổ phiếu là phù hợp thì nó lại phụ thuộc rất nhiều vào dòng vốn của anh chị. Mà thực sự dòng vốn của anh chị nó là cái gì đó mà chỉ có một anh chị hiểu thôi. Bản chất những người tư vấn và quản lý tài sản như Dũng á, Dũng chỉ là những người có thể rằng là trao đổi với anh chị để mà làm rõ được vấn đề. Nhưng cái vấn đề về vốn là những cái vấn đề mà cực kỳ chủ động đối với chính người khách hàng, chính người chủ đầu tư và chính anh chị. Và do đó Dũng chỉ đưa ra những cái phương án gợi mở để chúng ta đi tìm một cái phương án bao nhiêu cổ phiếu là chúng ta phù hợp. Dũng giả định là một con số là khoảng 5 cổ phiếu là phù hợp. Thì đối với một cái danh mục đầu tư hợp lý, từ 2-3 cổ phiếu là nó phù hợp và nó hợp lý. Tại vì 2-3 cổ phiếu nó sẽ rất là hợp lý khi mà khi chúng ta có đủ thời gian và đủ nguồn lực để chúng ta tập trung vào những doanh nghiệp mang lại những cái giá trị gia tăng. Từ 4-5 cổ phiếu nó là một cái phương án an toàn. Vì khi mà chúng ta quá dàn trải thì chúng ta lại bị lãng phí nguồn lực. Nhưng khi chúng ta lại bóp nghẹt cái vấn đề rằng là danh mục đầu tư thì chúng ta sẽ phát sinh những cái rủi ro. Thì từ 4-5 cổ phiếu là nó phù hợp với lại một cái danh mục an toàn. Nhưng Dũng khuyến nghị các anh chị, khi anh chị đầu tư 4-5 cổ phiếu, cái mức độ tài sản của anh chị tham gia vào thị trường chứng khoán nó lớn, thì anh chị hãy phân bổ từ 4-5 cổ phiếu. Nhưng khi anh chị đầu tư một cái mức độ tài sản của mình nó không, ban đầu nó không lớn, thì từ 2-3 cổ phiếu nó là một con số an toàn. 2-3 cổ phiếu nó là một sự hợp lý và 4-5 cổ phiếu nó là một sự an toàn trong vấn đề về đầu tư. Còn hơn 5 cổ phiếu thì Dũng nghĩ đó là những sự dàn trải, và những sự dàn trải thì nó sẽ đánh đổi bằng những cái sự mất cơ hội, lãng phí nguồn lực và không tập trung vào vốn. Trên đây là những quan điểm và chia sẻ của Dũng về việc mua cổ phiếu quá nhiều. Và từ những cái ví dụ thực tế đó, Dũng cũng chứng minh cho anh chị thấy rằng là việc anh chị mua cổ phiếu quá nhiều, vấn đề quản trị rủi ro của anh chị nó chỉ giải quyết được 20% bài toán đó thôi. Và những sự mất đi của mình, những sự lãng phí nguồn lực của mình, nó làm cho một kết quả đầu tư trong một năm thua cả gửi tiết kiệm ngân hàng. Do đó theo Dũng là chúng ta nên thay đổi, vì từ thay đổi đó chúng ta mới hoàn thiện được cái quá trình đó. Và thực sự thì Dũng chỉ đây chỉ là một trong những cái kỹ năng nhỏ để Dũng giới thiệu với anh chị, để chúng ta sẽ từ từ hoàn thiện với nhau hơn để mang lại nhiều cái giá trị hơn. 2020 Dũng sẽ thay đổi cái vấn đề trong vấn đề về làm việc với các anh chị khách hàng, quản lý tài sản của khách hàng và các anh chị học viên. 2020 Dũng sẽ là người trực tiếp đưa ra những cái phương án đầu tư và đi thăm những cái doanh nghiệp. Từ việc đi thăm doanh nghiệp, Dũng sẽ có những cái số liệu dữ liệu để chúng ta sẽ chủ động hơn, phát triển hơn, và từ đó Dũng sẽ gửi những cái cập nhật đến các anh chị khách hàng, quý nhà đầu tư và các anh chị học viên, để từ đó vấn đề đầu tư của anh chị và của Dũng, cách làm việc của Dũng, quản lý tài sản của Dũng cũng như là các anh chị khách hàng và các anh chị học viên, chúng ta sẽ hài hòa với nhau hơn, chủ động hơn và đi sâu vào doanh nghiệp nhiều hơn. 2020 Dũng sẽ có những cái giá trị riêng và một cái giá trị nào đó tốt hơn so với lại 2019. 2020 được dự đoán là một cái năm khó khăn đối với nền kinh tế và một năm khó khăn đối với thị trường chứng khoán. Nhưng chính vì sự khó khăn đó, chúng ta mới hoàn thiện được cái nội dung. Chúng ta
trau dồi mài dũa đi cái phương pháp đầu tư của mình, thì Dũng tin rằng là khi nền kinh tế tốt lại, khi thị trường chứng khoán tốt lại, việc các anh chị gia tăng tài sản đó là chuyện đương nhiên. Để mở tài khoản tại chứng khoán FPT với mức phí 0.15%, tham gia các khóa đầu tư của Dũng năm 2020 cũng như là nhận quản lý tài sản đầu tư, mọi chi tiết xin liên hệ với Quang Dũng qua số điện thoại 0933 687 436. Dũng xin hết.